Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm trang điểm makeup thường ngày. Đây là khuôn mặt thường ngày của mình khi mà makeup. Mình cố gắng makeup như không makeup. Nói ra thật là dễ nhưng mà cũng thật là khó. Nhưng cũng không có quá khó đâu. Nếu mà ai nào làm được thì các bạn cũng sẽ làm được thôi. Hi, bây giờ mình sử dụng concealer. Concealer mình sẽ sử dụng là concealer này của Clinique. Nó vừa có concealer vừa có foundation trong đậm. Thì cái độ che phủ concealer của nó sẽ ít đi hơn là cái độ che phủ của concealer tự một mình nó không. Thì mình sẽ sử dụng cái concealer ở trên đây hay khai cái đó trên sóng mũi, rồi ở dưới mắt. Ở dưới mắt mình che dưới mặt đó, mình che ở dưới mắt đó, rồi hai bên khóe này, tại vì mình có cái nếp nhăn ở đó mình muốn che dưới xíu, phải hai bên đây chút xíu nữa
mình không có sử dụng primer cho cái mắt, thành ra mình bỏ chút xíu cái concealer trên mặt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái spon này để mình tán nó ra. Mình tán cho nó đều. Một cái lợi thế của sử dụng cái mướn bông này là nó không có để lại nhiều quá nhiều phấn trên mặt mình, nó chỉ là vừa đủ thôi, nó không có quá nhiều, cho nên mình làm cho nó đều ra. Rồi một điểm mà mình nghĩ mình nên làm gì bây giờ là mình sử dụng một chút son. Son Dior của mình không biết mình mua hồi nào vậy ta, mà mình quên xài luôn rồi. Mình sẽ dùng chút son ở đây. Cái màu này mình sẽ dùng là Cori Dior 775. Rồi mình sẽ tán nhuyễn ra, mình dùng tay mình tán ra để mà chút có một chút má hồng ở trên đây. Chút má hồng có rồi, nhưng mà chút ăn hết thì mới làm nữa. Chút má hồng à. Mình chắc cái màu son đã chưa đủ rồi. Làm lại xíu này, đây nó chưa quên. Rồi xong, còn một đống vỏ. Rồi mình sẽ sử dụng phấn phủ để mình làm cho nó mịn màng ha. Phấn phủ loose powder. Bắt đầu với cái mắt, mình tẩm thêm một chút xíu phấn phủ trên mắt để cho lúc mà
màu mắt lên á, để cho lúc mà màu mắt lên nó sẽ trơn tru, dễ mình dễ tán hơn. Ok, giờ mình sử dụng màu mắt. Cảm ơn. Mình sẽ sử dụng mắt này. Mình muốn làm tự nhiên thì mình sẽ sử dụng màu này. Nhẹ, không có nhiều màu. Dạ, mình sẽ sử dụng một chút hồng hồng kế bên. Cái này mình sẽ đi hết cái phần trên mí mắt của mình. Chào chị khoa nè. Mình sẽ dùng tay. Trước khi các bạn make up, các bạn nhớ rửa tay cho sạch nha. Tại vì mình sử dụng tay rất là nhiều, mình không có muốn mang vi trùng vi khuẩn gì lên mắt lên mũi của mình sẽ dễ bị bệnh hơn. Mình sẽ tán ra cho nó đẹp. Mình sẽ sử dụng cái màu này chút xíu để mình làm ngay cái khóe mắt. Một chút xíu ở đây là nó dưới mí dưới của mình. Màu thì mình lấy sử dụng màu này nhẹ nhàng thôi. Ta sử dụng treo trải ra ngoài để mình trải ra ngoài. Thank you.
Mình sẽ sử dụng phấn học. Rồi mình sẽ dùng cốt này nè. Số 1. Rất là tự nhiên. Mình sẽ sử dụng một chút xíu bronzer. Bronzer mình sử dụng này của Estée Lauder. Mình thêm một chút màu, đừng có trắng quá. Tự nhiên